yoga chiên giòn tẩm bột mà cũng đóng bịch được luôn hả ta? Liệu có ngon số 1? Cả nhà hay hỏi mình cách làm sao cho bé tự ngủ mà không cần à ơi hay hát ru thì bí quyết của mình chính là đọc sách. Đến giờ ngủ rồi không kịp thay đồ mà mặc luôn áo tắm, chụp mũi cho em bé rồi mình chìm đắm trong ánh sáng của một buổi trưa đẹp trời. À thật ra thì lúc nào mà tụi hắn im lặng không có khóc là mình thấy vui rồi, đã có thời gian để đọc sách. Đọc một hồi thì thấy buồn miệng quá, phải đi ăn cái gì đã. Lương thực đầy đủ được ăn thoải mái chính là chân ái. Wow, quá trời đồ ăn vặt, dẹp gọn gọn kiến thức vào. Chải khăn ra rồi vừa ăn vừa đọc nào. Ủa sao thấy giống như mấy ngày ôn thi, trời ơi bao nhiêu năm rồi vẫn thấy ớn ớn. Phải ăn cho đỡ sợ hơn. Dựa tới hình vẽ thì mình đoán đây là hạt dẻ. Mà nhà sản xuất gói gì mà chặt chẽ cứ như là sợ người ta sẽ mở được hay sao á. Và sau khi thử tách bằng mọi cách thì cuối cùng mình đành phải cắt theo cái đường vòng. Phù sau một hồi loay hoay thì cuối cùng cũng mở xong. À mình mới mua được cái muỗng, nhìn có dễ thương không? Hạt dẻ cắn vào rất là bùi và nó có vị ngọt giống như được phủ một lớp mật ong vậy đó. Không nhận nho nhỏ mà ăn no ghê. Tuy nhiên bụng ta đâu có dễ đầu hàng đến thế, ta vẫn còn rất nhiều món ngon đó nha. Xé ra thì mới thấy đây là một cái sự lừa tình nhẹ nhẹ. Trời ơi cái đường nó bé. Thôi kệ, ăn thử xem sao. Cái vị của nó giống như cái vỏ bên ngoài của đùi gà KFC vậy đó. Là một món ăn vặt thì cũng khá là hay ho. Khác quá ta, đã có nước lê ngon đê mê. Xuất sắc. Thôi dẹp đi ngủ đã, từ từ đọc sách. Ủa vậy là có trúng không ta? 2 giờ sáng dậy làm vào sữa đó muốn xỉu luôn đó cả nhà. Ông bà và các dì đi ngủ hết trơn rồi, còn có hai vợ chồng là còn thức đi kiếm lương thực thôi. Đây đây đây, có ngay có ngay. Ngoài thùng có một cô trai trẻ đang ngồi chiêu, còn bên trong là thẻ cào ghi số 100%. Có khi nào mình trúng không ta? Ten ten, đây là cơm cháy, một hộp vị ngao, một hộp vị bào ngư, ăn thử xem nào. Hướng dẫn sử dụng hình như là cho tất cả vào. Không liên quan mà dạo gần đây hay rửa bình sữa nên tay mình thấy ghê quá, mọi người bỏ qua ha. Ấn tượng đầu tiên là có 3 bịch cơm cháy, không biết có ăn ngay được không đây. Cắn một miếng. Wow, giòn giòn rớp rớp, ăn rất đã, cho hết vào trong hộp nào. Tiếp theo là bịch rau khô và muối trộn cho ít thôi, kẹo lát nữa mặn. Bịch này khó đoán quá, mở ra mới biết mùi đó là số đậu phộng. Và tùy theo cả nhà có ăn cay được hay không thì 2 bịch còn lại cho dày dặt thôi nhé, đó là sa tế và dầu mè. Giờ thì cho nước sôi vào thôi. Ủa mà hình như có gì đó sai sai, nhưng mất tiêu đâu rồi? Ai kiểu bé quá hàng chi, giờ cho vô nè. Quái bào ngư thì bé mà đóng gói kỹ quá, xịt ra tùm lum. Đóng nắp lại, trong thời gian chờ đợi thì dọn vệ sinh sạch sẽ. Sau 5 phút thì bắt đầu thưởng thức nào. Nó giống như là canh vậy đó. Em bào ngư khá nhỏ nhưng vẫn còn giòn và dai. Cơm cháy đi đoạn đường dài như vậy mà vẫn còn kêu rớp rớp, húp một miếng nước sốt hay hay. Đây là hộp của anh xã có vị ngao hay còn gọi là nghêu. Bên trong còn có rau và nấm, tuy nhiên vị đậm đà và dễ ăn hơn loại kia. Sao đã lỡ thức chưa mà đổi cho anh hộp ngon hơn nè. Thiệt là kỳ lạ, kẹo mà có vị cá mòi sao ăn nổi. Hôm nay bạn nhân viên làm dịch vụ sau sinh cho mình đắp bằng nạ sữa tươi thơm ơi là thơm, cái cảm giác căng căng nó lạ ghê á. Đang nằm hưởng thụ thì tự nhiên có anh ship đến giao đầu. Qua cái thùng gì nhìn quen quá vậy ta? Đốt cả nhà nhận ra. Đang bàng hoàng trong ngỡ ngàng vì đâu có biết chủ nhân là ai đâu, thì ra mấy cô nàng ở ngoài Hà Nội gửi quà cho mình và em bé. Á hi hi, vì cuối tuần này là đại tháng của coffee người ta lớn rồi nha. Và quần áo vớ nó còn có cái hộp gì nhìn hơi lạ lạ. Ngoài bìa có in hình cá mòi, không lẽ là đồ hộp hay là thịt sông khói? Nhìn ngó một hồi thì quyết định mở ra cho rồi. Bóc lớp gói ra. 1 2 3. Qua cá mòi thiệt nè. Có tổng cộng là 5 con và tất cả đều được gói giấy bạc. Cái này là da hay là người ta in lên ta? Thôi đoán đoán mệt quá, bốc luôn ra để khám phá. Ý, bên trong là kẹo hình con cá có màu kỳ lân đó nha. Lạ quá ta. Thấy hình cá mình đã chuẩn bị tâm lý sẵn là nó sẽ tanh, nhưng mà không, nó ngọt rất là thanh. Có mùi nho và mùi dâu rất thơm, hoàn toàn làm bằng thủ công chứ không phải bằng máy đâu. Nhìn cái hộp chắc bên dưới vẫn còn một tầng nữa đúng không? Không lẽ có 6 con thôi. Ủa sao có mỗi miếng xốp vậy? Cúng ốc của tiên nữ đồng quê Lý Thự Thất, liệu có chất như nước cất? Thôi rồi mình lại thấy đói bụng, ăn kia mà cứ yếu lòng như vậy thì có chết hay không? Không sao, có cách rồi, mình sẽ thay cơm bằng bún để cho giảm bớt tinh bột. Đây là món bún ốc chờ lâu nhất từ trước đến nay, order từ trước dịch mà bây giờ mới được cầm trên tay. Rồi bún cứng quá không nên ăn ngay mà phải ngâm nước trước cho mềm như thế này. Lấy nước vừa bằng một tô và cho các nguyên liệu vào đúng chỗ. Gói đầu tiên mở ra để thấy chua, biết ngay là giấm. Gói thứ hai nếu không sao thì hình như là nước cốt ốc. Gói thứ ba sao phải căng, đó là măng. Gói này không nhìn được nguyên liệu nào, hình như là rau xào. Ngửi thấy cái gì mà cay cay thế thì chắc chắn là sa tế. Đem bỏ lên bếp nấu thôi nào. Để khi nước sôi ào ào thì mình sẽ cho bún vào. Còn dư lại một ít bò sau khi nấu lẩu thì mình sẽ cho luôn vào nấu. Nhìn sơ thì sợi bún khá là to và nhìn giống như bún bò. Mùi thì rất là thơm, không biết có giống bún ốc Hà Nội không nữa. Rút kinh nghiệm thì mình cho những bịch nước vào trước và cuối cùng là đồ khô vào sau. Vì những nguyên liệu này không bị thấm nước khi nấu cho nên nhai nhai rất là giòn. Sợi bún dài ăn thấy dai dai và không bị ngán. No bụng đó con mắt nấu nhiều quá rồi lại phải nhờ anh xã. Do mình đã giảm mất giấm và sa tế cho nên kỳ này rất là đậm đà. Cao rau nhà trồng được và ăn chung là ngon xôi giấc luôn nha.